Do hôm nay là trăng thanh gió mát cho nên là cũng rất là phù hợp để làm những cái video chia sẻ cảm xúc các kiểu. Thì cũng có những cái suy nghĩ mà muốn tâm sự, muốn chia sẻ với mọi người. Đó, thì hôm nay sẽ làm về cái chủ đề đó là những cái khó khăn khi mà mình làm hướng dẫn, video hướng dẫn cho anh em thì mình gặp phải những cái khó khăn gì. Thì sẽ quay trở lại cái thời điểm là tầm 10 năm trước. Tức là lúc đó mình mới chơi được khoảng mấy tháng đó, tầm mấy tháng, 1 năm mấy tháng gì đó. Thì lúc đó là mình xem video hướng dẫn, đa số là xem bằng tiếng video hướng dẫn bằng tiếng Anh của nước ngoài làm. Thì cái lúc đó là hỏi, khi mà các bạn xem một cái video hướng dẫn xong thì các bạn cũng sẽ có những cái thắc mắc. Và lúc đó là mình xem video của nước ngoài cho nên là mình cũng đâu biết hỏi ai. Cho nên là mình rất là mong muốn là Việt Nam mình là có những cái video hướng dẫn bằng tiếng Việt. Và khi mà người Việt Nam mình bắt đầu làm video hướng dẫn đó là anh Devil SSS là anh làm hướng dẫn là Boss. Hình như là mình nhớ không lầm là kỹ thuật Boss và kỹ thuật Palm Spin, Fingerless Thumb Round. Thì lúc đó mình cảm thấy rất là hay. Kiểu như là mình cũng muốn là làm được như vậy để mà đóng góp cho cộng đồng. Đó cho nên là mình bắt đầu mình làm những cái video hướng dẫn ngắn, mình kiểu múa máy tay chân chứ cũng không có nói gì. Đó lồng nhạc kiểu vào nó thì chia sẻ lên, mình cũng lúc đó mình cũng chỉ mong là mình đóng góp được một cái gì đó và mọi người xem, mọi người khen thì mình cũng cảm thấy vui trong lòng chứ cũng không có nghĩ gì nhiều. Đó nhưng mà khi mà cái kênh của mình là bắt đầu nó cũng hơi phát triển một xíu và nó được bật kiếm tiền thì lúc đó mình cũng đã có một khoảng thời gian là mình cũng hơi quên đi cái mục đích ban đầu của mình, tức là mình cũng chỉ để ý quá vào cái việc kiếm tiền, tại vì các bạn lúc đó các bạn nghĩ là các bạn chưa làm cái được tiền mà tự nhiên là bây giờ là tự nhiên mình kiếm cái được, dù cái số tiền nó không có nhiều, nó chỉ là vài trăm ngàn thôi nhưng mà các bạn cũng cảm thấy rất là vui. Đó kiểu như là cảm giác bản thân mình nó được nâng lên một cái tầm mới đó. Cho nên là mình cũng kiểu để ý quá vào cái số tiền mình kiếm được. Đó và khi mà cái số tiền nó không có được như ý muốn thì mình cảm giác là mình thất vọng và mình kiểu muốn nghỉ, đó muốn bỏ không có làm hướng dẫn nữa. Nhưng mà một cái thời gian sau thì mình mới ngồi mình suy ngẫm lại, mình mới nhớ lại cái mục đích ban đầu của mình. Đó là mình làm để mà mình kiểu cống hiến cho anh em mình, đóng góp cho cộng đồng, cho cái nền Weibo Việt Nam. Đó cho nên mình mới tiếp tục mình làm được. Các bạn nếu mà các bạn để ý các bạn có thể thấy là có một khoảng thời gian là mình nghỉ rất là dài. Đó đó là cái khoảng thời gian mà mình kiểu cảm giác như là không có muốn làm nữa, đó, không muốn làm video hướng dẫn nữa. Đó thì đó là cái khó khăn đầu tiên. Rồi cái khó khăn thứ hai đó là việc mình hướng dẫn cho các bạn như này thì nó thật sự là đối với những cái người ở trong cộng đồng thì đôi khi nó cũng xuất hiện những cái luồng ý kiến trái chiều. Ví dụ như là hồi xưa mình nhớ không lầm là có một bạn đã nói với mình là kiểu mình hướng dẫn như này chỉ là bú farm kiểu các kiểu, rồi câu like, giật tít câu like, rồi kiểu muốn có được những cái người ủng hộ dựa vào cái việc hướng dẫn chứ không muốn tập luyện cái kiểu đó. Thì mình cũng không hiểu là cái ý bạn đó muốn nói là gì, tại vì những cái video mình làm là thường là mình bỏ ra rất là nhiều công sức, kiểu mình có một mình thôi, mình quay, mình lên những cái nội dung, mình suy nghĩ cách mình diễn đạt cho các bạn hiểu, rồi mình quay video, rồi mình phải ngồi mình tự mình edit, mình ghép từng đoạn video lại, rồi mình nếu mà mình cảm thấy là nó bị kiểu không có hợp lý hay là bị sai thì mình cũng ngồi mình quay lại cái kiểu đó, thì nó mất rất là nhiều thời gian. Và hiện tại là mình mới đăng một cái video lên thì bây giờ là đang là 11:30 thì mình bắt đầu edit là từ chiều tới tầm 2-3 giờ chiều tới giờ. Đó rất là mất thời gian cho nên là mình nghĩ là cái đó là công sức mình bỏ ra thôi chứ mình không có bú farm hay là mình không có câu like câu liếc gì hết đó. Thì nhưng mà mình cũng suy nghĩ lại là nếu mà mình đăng những cái video cho nhiều người xem, cho một cái cộng đồng thì đương nhiên là sẽ có những cái ý kiến nó không có, nó rất là khó chịu, nó không có được vừa ý của bản thân. Đó thì ở đâu cũng vậy thôi, ở bộ môn nào cũng vậy thôi, nó sẽ có xuất hiện những cái người ta rất là khó chịu
người ta rất là không có muốn công nhận sự cố gắng của người khác, hoặc là người ta bất mãn với những cái việc người khác làm. Thì khi mà mình đã hướng dẫn được một vài năm thì mình bị một cái bệnh, đó là bệnh sỉ. Tức là đôi khi là có những bạn hỏi mình là biết kỹ thuật ABC này kia không, hoặc là biết những cái link case của người này người kia không. Thì mình xem qua mình biết là mình thấy là cái này mình chưa có tập, nhưng mà mình kiểu không có muốn nói cho bạn biết là mình không biết, mà mình cố gắng mình tập liền cái đó, mình cố gắng mình suy nghĩ nhanh, mình tập nhanh cái đó để mà mình cho bạn thấy là mình có thể làm được, kiểu mình hiểu biết nhiều đó, cái kiểu không muốn bạn suy nghĩ là anh nên làm hướng dẫn mà anh không có biết nhiều đó. Thì cái suy nghĩ như vậy nó gây ra cho mình một cái áp lực nhất định, tức là mình phải làm được liền 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 đó. Thì bản thân mình lúc đó là cảm thấy nó căng thẳng hơn. Nhưng mà sau khi mà hướng dẫn được một thời gian rồi thì mình dần mình mất đi, mình đã khắc phục được cái khuyết điểm đó, cái tính xấu đó. Và bây giờ thì nếu mà cái nào mình không làm được thì mình cứ nói thẳng là mình không làm được thôi. Cái nào mình không biết thì mình không hướng dẫn đó, thì cứ nói thẳng thôi, không có gì phải ngại hết. Và mình sẽ xem cái đó mình có phù hợp với cái phong cách hay là cái lối chơi của mình không, thì mình có thể cân nhắc mình tập cái đó trong tương lai. Thì khi nào mà mình tập được thì mình hướng dẫn sau cũng được mà, đâu có gì đâu. Làm cái video thì như khi nãy mình nói là mình bỏ ra rất là nhiều thời gian cho việc làm cái video hướng dẫn. Tại vì mình chỉ có một mình thôi, làm cái này đâu có kiếm được tiền nhiều đâu, cho nên là việc thuê hay là nhờ bạn bè hướng dẫn rồi chia tiền lại thì nó cũng hơi bất khả thi. Tại vì tiền kiếm được mình xài đôi khi là cũng không đủ. Tại vì tiền của mình đa số là gần như là 95% là mình có được nhờ mình đi làm công ty, chứ không phải là nhờ vào việc làm YouTube này. YouTube này đôi khi mấy tháng mới lãnh một lần, cho nên là cũng không có đủ làm gì hết đó. Thì cái việc làm video mình tốn rất nhiều thời gian, đôi khi cũng lười. Thứ nhất, thứ hai là kiểu mình còn phải dành thời gian cho những cái việc khác, mình còn phải kiểu làm việc nhà các kiểu, rồi mình làm trên công ty các kiểu đó, cho nên là cũng đôi khi rảnh thứ bảy chủ nhật thì các bạn nghĩ các bạn làm cả tuần. Bây giờ rảnh thứ bảy chủ nhật không lẽ các bạn lại phải làm tiếp đó, mình cũng suy nghĩ như vậy đó. Và cho nên là mình rất là ít ra video hướng dẫn cho anh em. Hiện tại thì mình vẫn chưa có tìm ra được cái cách nào để mà khắc phục cái chuyện đó, nhưng mà mình vẫn cố gắng mình duy trì, mình không muốn bỏ luôn. Mình vẫn cố gắng mình ra ít nhiều gì mình cũng ra một hai video cho anh em. Cái thứ năm đó là mình đã tốn quá nhiều tiền bạc vào những cái thiết bị. Thì thật ra cái đó là gọi là mua cho đã cái nư thôi chứ cũng không có gì. Mình đang ghi hình bằng một con Canon M10. Con này trước mua cũ là 5 triệu. Và hiện tại thì mới mua một cái giá ba chân, cái tripod đang treo ở bên đó thì cũng tầm trăm mấy 200. Ngày xưa mình xài một cái tripod nó tốt hơn tầm 400-500, nhưng mà nó mới bị gãy. Mình xài từ lớp 10 tới giờ thì nó mới bị gãy chân rồi, cho nên là cũng không có xài được. Rồi tốn tiền mua mic, tốn tiền mua đèn đó các kiểu, rồi đó, cho nên là kiểu tiền đó là đôi khi mình cảm thấy mình cũng hơi hối tiếc một xíu. Nhưng mà nghĩ lại thì để mà đầu tư hướng dẫn video, làm video hướng dẫn cho anh em thì nó cũng xứng đáng đó. Cho nên là thì nhiều khi mình suy nghĩ lại thì mình cảm thấy nó hơi tiếc thôi, chứ mình cũng kiểu cảm thấy là ok đó. Và đó là năm cái khó khăn khi mà mình bắt đầu mình làm video hướng dẫn cho anh em, mình hướng dẫn cho cộng đồng. Và thì mình cũng chia sẻ vậy thôi. Và bây giờ thì cũng đã trễ rồi, chắc là mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Và nếu mà anh em có những cái bình luận gì thì anh em cứ để lại bên dưới mình biết để mình cải thiện và sẽ thay đổi để mà nâng cao cái chất lượng video hướng dẫn cho anh em trong tương lai. Thì ok, cảm ơn anh em xem video của mình. Video này chủ yếu là chia sẻ thôi, cho nên là cũng không có truyền đạt một cái hướng dẫn, cái kiến thức nào trong này hết. Cho nên là nếu mà anh em hy vọng mình dạy cái trong video này thì anh em hơi lầm đó. Ok.